Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Adnika. Trong video ngày hôm nay thì mình đang trên tay cái chiếc Realme GT Neo 5 SE, một đối trọng của cái chiếc Redmi Note 12 Turbo. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Và có rất nhiều bạn lại đánh giá cao cái chiếc Redmi Note 12 Turbo hơn là cái chiếc máy Realme GT Neo 5 SE này các bạn à. Đây là một điểm mình thấy hơi lạ, vì thật sự là khi mình trên tay cái chiếc Realme GT Neo 5 SE này, mình thấy rằng là nó hơn rất nhiều thứ so với lại Redmi Note 12 Turbo, thậm chí là không có cái điểm nào kém hơn cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để cùng nhau khám phá về em Realme GT Neo 5 SE này các bạn nhé. Oh, đọc cái tên muốn hụt hơi luôn các bạn à. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế. Nhiều bạn sẽ đánh giá cao thiết kế của cái chiếc Redmi Note 12 Turbo nhiều hơn là cái chiếc Realme GT Neo 5 SE này. Tuy nhiên đối với mình thì ngược lại các bạn à. Mình có phần thích cái thiết kế trên cái chiếc Realme GT Neo 5 SE này hơn so với lại Redmi Note 12 Turbo. Còn về chất liệu thì cả hai con này nó đều được làm từ nhựa cả các bạn nhé. Đấy, không khác biệt nhau nhiều, chủ yếu là khác về cái form thiết kế mặt lưng. Sang đến cái phần mặt trước thì cái chiếc Realme GT Neo 5 SE này nó cũng sẽ có một cái kích thước màn hình lớn hơn, viền mỏng đều. Nói chung là em này tầm khoảng 7 triệu, hơn 7 triệu bỏ ra sở hữu là nó quá hợp lý và xứng đáng này. Tại vì đây là một mức giá cực kỳ tốt. Mình xin nhắc lại là như thế cho một cái chiếc máy như thế này. Nhìn vào là cứ nghĩ đây là một cái chiếc máy cận cao cấp tầm khoảng chục triệu, chứ không phải là tầm máy tầm trung như thế này đâu. Đấy, mặt lưng mà nếu là kính nữa thì phải gọi là vô đối trong phân khúc giá này, đúng không nào? Nói gì thì nói, khi mà mình sử dụng cái chiếc Realme Q5 Pro mặt lưng là nhựa thì cái cảm giác cầm khi mà tháo ốp lưng ra để mà chơi game ấy, nó đúng là nó không sướng thật so với lại một cái mặt lưng kính như là trên những cái con máy khác, ví dụ như là Redmi K40, K40S hoặc là GT Neo 2. Đấy là nó về cái trải nghiệm cầm nắm khi mà tháo ốp lưng ra để mà chơi game, để mà thoát nhiệt đấy. Thì cái con mặt lưng nhựa này thì trông nó cũng đấy, nó giảm đi một phần nào đó. Và với phân khúc giá 7 triệu như thế này thì form thiết kế của con này nhìn chung đã là quá ấn tượng rồi. Kích thước màn hình của nó cũng nhỉnh hơn một tí xíu so với lại cái chiếc Redmi Note 12 Turbo các bạn nhé. Và nói đến cái phần màn hình thì con này nó sẽ có những thông số nhỉnh hơn như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái màn hình với độ phân giải là 1.5K thay vì là Full HD như là trên con 12 Turbo. Kèm với đó là nó sẽ có một cái độ sáng cao hơn, lên tới là 1400 nits. Đây là điểm mà chúng ta có thể thấy được luôn. Và thật sự là khi mà trên tay cái con máy này với kích thước màn hình là 6.7 inch thì độ phân giải 1.5K nó cho ra một cái phần chi tiết nó rất là mịn các bạn nhé. Đấy, nó rất là sắc nét luôn, nhìn nó rất là sướng. Kể cả là về mặt thông số trên cái chiếc Redmi Note 12 Turbo nó là 68 tỷ màu đi chăng nữa thì mình cảm giác là xem nó vẫn không đã so với lại con GT Neo 5 SE này. Tần số quét cũng là 144Hz. Và tất nhiên với mức hiệu năng là con chip 7 Plus Gen 2 có trên cái chiếc máy này, rõ ràng là nó thừa sức căng được cái tần số quét 144Hz thường ngày, và có thể là chơi được những cái tựa game mà nó gọi là đồ họa khủng bây giờ. Galaxy Buds thì mình thấy là trên cái chiếc Redmi Note 12 Turbo nhìn chung là nó cũng khá là bình thường thôi. Không biết là đối với lại em Realme GT Neo 5 SE này nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ có một video test game chi tiết với cái chiếc máy này trên kênh của Dương Dê các bạn nhé. Bao gồm là Galaxy Buds này, rồi là PUBG Mobile. Đây là hai cái tựa game mà mình hay test trên những cái chiếc máy flagship, tại vì hiệu năng của con này rõ ràng nó là dành cho những chiếc máy flagship mà. Đấy, cho nên là cứ tự tin mà test thôi. Thật sự là cái chiếc máy này nó cho mình một cái kỳ vọng rất lớn với tất cả những gì mà nó trang bị bên trên này. Option RAM ROM thì cũng rất thoải mái, với bộ nhớ RAM tối thiểu đã là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB mà tầm khoảng giá khoảng 7 triệu rưỡi. Đó, con 12 Turbo với lại con này thì nó xem giá nhau mà, nó giống y chang cả. Đấy, nó không có chênh nhiều đâu. Và kèm với đó thì chúng ta sẽ còn có là một cái cụm camera ở phía sau mà nó cho mình một cái kỳ vọng, nếu mà so với lại Redmi Note 12 Turbo thì là khả năng cao nó sẽ tốt hơn. Tại vì nói gì thì nói, Xiaomi không tệ ở mặt chất lượng phần cứng. Chất lượng phần cứng thì Xiaomi cũng như Realme thì nó rất dồi dào, nhưng mà cái quan trọng ở đây ấy là Realme nó hơn về cái mặt phần mềm. Đấy, phần mềm thì nó được kế thừa bởi làm đẹp của Oppo rồi, kinh nghiệm với thứ này kia là nó kiểu nó sử dụng lại, nó không cần phải nghiên cứu, nó cũng không có cần phải đầu tư nhiều. Nên cái chất lượng chụp ảnh trên cái con Realme GT Neo 5 SE này hoặc là những cái chiếc máy Realme nói chung, khi mà đối chọi với lại những cái sản phẩm cùng phân khúc khác của Xiaomi thì chắc chắn là cái sản phẩm của nó, sản phẩm của Realme nó sẽ cho ra là tốt hơn ở cái khoảng chụp ảnh các bạn nhé. K
camera góc chọn khuôn này mình thấy là nó có một cái thông số cũng rất là hợp lý. Với cái góc nó chỉ là 112 độ thay vì là 120 độ. Thì các bạn cứ hiểu rằng là với cái góc mở mà nó càng lớn thì nó sẽ càng dễ bị méo ảnh. Cho nên là với một cái góc đã được thu hẹp lại như là trên cái chiếc Realme Neo 5 SE này, nó sẽ cho mình một cái chất lượng ảnh cho ra là nó tốt hơn. Camera thì mình thấy là nó cũng cực kỳ đa dụng và khá hay, đó chính là con này nó có thêm một cái camera microscope nữa, tức là chúng ta có thể là sử dụng cái tính năng kính hiển vi trên con này nữa các bạn nhé. Rất hay ho luôn. Đó, rồi là nó sẽ có cổng hồng ngoại để mà có thể kết nối với lại TV và điều khiển trực tiếp luôn. Rất là tiện các bạn nhé. Thì con này nó còn có cho chúng ta là một cái viên pin cũng rất ấn tượng, lên tới là 5500 mAh. Đây cũng là thông số nhỉnh hơn so với cái con Redmi Note 12 Turbo. Và sạc của nó là 100W, không phải là 67W các bạn nhé. Như vậy thì các bạn sẽ thấy, xét về mặt thông số toàn diện so với lại mức giá xem không trên nhiều, thậm chí là được xem như là ngang nhau với lại cái chiếc Redmi Note 12 Turbo, thì rõ ràng là cái chiếc Realme GT Neo 5 SE này nó đang chiếm cái phần lợi thế nhiều hơn với những cái thông số mà nó đưa ra. Còn về chất lượng thì nói chung là Realme thì luôn luôn ổn định từ trước đến giờ rồi. Mức giá của cái này tại Điện Thoại Hay thì các bạn có thể kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Nếu như các bạn mua cái chiếc máy này tại Điện Thoại Hay, các bạn mặc định sẽ được tặng bảo hành VIP bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng với một mức giá cực kỳ tốt như thế. Đây là gọi là quá yên tâm rồi. Tuy nhiên, đối với cái chiếc máy này ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa lắp SIM vào để sử dụng được các bạn nhé. Cũng giống như là cái chiếc Realme GT Neo 5 mà hôm trước nó cũng gặp một cái vấn đề tương tự như thế. Cái điều này thì mình nghĩ là nó cũng là sớm muộn thôi. Sắp tới thì cũng sẽ sớm có cái cách fix cho cái chiếc máy Realme GT Neo 5 SE này, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nên là không có gì để mà phải lo cả. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.